Rồi, chào các bạn đã quay trở lại với cái video tiếp theo mình nha. Thì trong video này mình sẽ tiến hành là mình cài thử một vài cái game vào, mình test thử xem là cái game nó có ok không. Mình hôm bữa mình có hỏi các bạn ấy, thì các bạn nói là vào bên trong cái diễn đàn của Link Never Die để download về. Thì hôm qua mình vừa mới tải về được hai cái thôi, là cái Just Cause 4 và cái Battlefield 5. Mình sẽ cài vào thử xem là cái chuột này nó có ok không, để mình sẽ tiến hành là mình test ở trên những cái máy khác các bạn nha. Thì giờ mình sẽ tiến hành là mình cài cái thằng Just Cause 4 trước. Đây, mình sẽ set up. Rồi, set up này. Rồi mình sẽ cài nó vào một cái ổ khác của mình nhé. Tại vì nó có nhiều cái những cái game này nặng quá, mình phải cài ra những cái chỗ khác, chứ không thôi thì nó sẽ chiếm rất là nhiều những cái dung lượng trống. Rồi, các bạn chờ xíu nha. Rồi, ok, mình sẽ cài next luôn. Rồi, next install. Rồi, đã cài xong rồi các bạn ơi. Nhấn finish thử xem sao nha. Rồi, bây giờ mình sẽ kiểm tra hôm nay coi. Đây có Just Cause 4 này. Báo Steam API. À, mình chưa có Steam các bạn ơi, mình phải cài Steam mà đã. Đâu rồi, setup. Đây, crack. Đâu rồi, đây. Thảo đây trước đã. Replay. Rồi, khỏi cần Steam luôn. Vô luôn. Khỏi cần Steam luôn các bạn nha. Vô luôn đấy. Rồi, thử coi xem sao nào. Mình nói trước là mình chơi game rất là dở các bạn nha. Mình chỉ test game thôi, test xem là nó chạy được hay không thôi, chứ còn mình chơi rất là dở. Nên các bạn đừng có vào gạch đá mình làm gì cho mất công, mất thời gian nha. Ok này. Continue. Cái phim này giao diện đẹp dữ ta, game nhìn giao diện đẹp dữ ta. Nó đang loading các bạn nhé. Rồi. Ok rồi, new game customize skin. Rồi, cái này khỏi chỉnh đi. Bike option. Graphic. Đang để resolution là 1280x720 bạn nha. Very high, medium. Rồi, cái này mới đầu mình sẽ để mặc định theo game nó chỉnh cho bạn nha. Đấy. Những cái quỷ quái này là very high, medium high này. À, độ phân giải là 1280x720 các bạn nha. Rồi, back. Apply change, ok. Back. New game coi. Wow, đẹp dữ ta. Boom. Quá ghê. Wow. Nó chạy đâu đây trời.
mình chưa biết chơi làm sao nha các bạn nha. Các bạn xem video mà thấy chỗ nào mà mình chơi chưa đúng rồi các bạn chỉ cho mình nha. Mình chưa biết chơi cái này làm sao, chỉ vào test thôi. Wow, này hay cái ta. Game đẹp ghê luôn á. Cái follow the waypoint là cái nào ta? Ta này đâu đây? Hay quá. Game quá hay luôn. Ok, mình quay lại. Hay quá ta. Như người nhện đó các bạn ơi. Hay quá. Đi hoài mà không thấy gì hết ta. Wow, cao dữ ta.
waveform. Wow, đó nó bắn mình ta. Ôi ôi đất ra đất ra. Wow mày thì ra là địch mà mình không biết các bạn ạ. Đúng là chơi game gà vãi. Rồi nhặt được rồi. Đâu đây đâu đây, đâu có chơi mình đây. Wow, chết rồi các bạn ơi. Rồi, có lẽ là mình thoát ra ngoài ha. Rồi, ok. Rồi thì vừa rồi mình vừa mới cài cho các bạn xem cái game Just Cause 4 và mình test thử thì đã chạy ok các bạn nha. Đó, mình đã test rồi, chạy ok. Cái game này các bạn có thể lên website Link Never Die, các bạn download về. Nó có đầy đủ hết nha. Rồi thì ok, cái video này mình xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé. Xin chào các bạn. Rất cảm ơn các bạn đã bỏ chút thời gian để theo dõi video chia sẻ của mình. Nếu như các bạn thấy video này của mình hữu ích, các bạn đừng quên chia sẻ nó cho nhiều người khác cùng xem với nhé. Cũng như là nhấn nút đăng ký kênh và bật nút thông báo để nhận được những video chia sẻ mới nhất từ kênh của mình nhé. Dưới đây là những video hữu ích khác dành cho bạn. Các bạn nhấn vào các hình vuông phía dưới để xem video nhé. Chúc các bạn xem video vui vẻ và chúc các bạn thành công.